đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Trong số những loài sinh vật sinh sống ở trên trái đất thì thực vật thuộc dạng là khá hiền lành và có thể thích nghi với mọi môi trường sống ở trên trái đất. Và tuy nhiên thì loài nào thì cũng có những mối nguy hiểm khác nhau, giống như những con hổ mang chùa cực độc hay là những loài động vật săn mồi cũng phải nhường rẽ chung mà chẳng dạy gì để động vào. Và trong thế giới thực vật thì chúng được mệnh danh là những kẻ săn mồi thánh tục. Và trong video ngày hôm nay thì xin mời các bạn cùng Giải Mã TV đi khám phá về thế giới thực vật để xem chúng kinh hãi đến mức nào nhé. Và đừng tưởng cây cối là hiền lành vô hại, cũng có những cái tên mà các bạn không hề muốn động đến chúng đâu đấy. Ai cũng xem phim nhiều thì chắc không còn xa lạ gì với những loài cây ăn thịt đáng sợ hay bẫy côn trùng làm thức ăn nhờ sắc đẹp trời cho. Thế nhưng cũng có những loài cây giống như những khu rừng trên chóc với đầy xác chết ở dưới gốc. Tạo hóa vốn dĩ công bằng và động vật có răng và móng vuốt thì thực vật cũng có gai và lá sắc nhọn. Dưới đây là 8 cái tên nổi trội nhất trong giới cây cỏ có khả năng săn mồi điêu luyện và độc đáo đến khó tin. 1. Đó chính là loài cây Pisonia. Loài cây đáng sợ đó có tên là Pisonia hay còn gọi là cây bắt chim, Catcher Tree, và sống ở vùng nước nhiệt đới của Ấn Độ và Thái Bình Dương. Chúng sử dụng một phương thức đặc biệt để giúp hạt giống không đi quá xa khu vực của mình, nhưng điều đó lại biến quả của chúng lại trở thành những chiếc bẫy đáng sợ đối với các loài chim biển. Quả của cây Pisonia dài khoảng 7 đến 14 mm, có gai và đặc biệt là tiết ra một loại chất cực kỳ dính. Nếu chú chim xấu số nào vô tình vướng vào thì sẽ giống như dính vào chiếc bẫy mà không thể bay hay di chuyển được. Chúng có thể bất lực nằm đó và trở thành bữa ăn cho các sinh vật khác hoặc chờ chết. Khi đó thì xác của chúng sẽ phân hủy, tạo thành chất hữu cơ giàu dinh dưỡng cho các hạt giống của cây Pisonia nảy mầm và phát triển. Tuy nhiên, lý do thật sự của cơ chế phát tán hạt giống của loài cây kỳ lạ này vẫn là bí ẩn đối với các nhà sinh thái học. Trong những năm 1990, Alan Burger thì tới từ Đại học Victoria, Canada đã đi tới hòn đảo Kauai để tận mắt chứng kiến danh tiếng chết chóc của loài cây Pisonia này. Và không chỉ con người mà ngay cả động vật cũng không dám bén mảng tới loài cây độc nhất hành tinh này. Đúng với cái câu há miệng chờ sung, không cần đi đâu thì thức ăn dinh dưỡng cũng tự đến với loài cây này. Dù không thể cử động hay nói chuyện thì chúng cũng được sinh ra với những kỹ năng riêng biệt của bản thân để nuôi sống và bảo vệ chính mình. Thứ hai, đó chính là loài cây Manchineel. Loài cây này có hoa, quả độc có lẽ thì ai cũng đã từng nghe thấy. Tuy nhiên thì loài cây có thể giết người mà không phải chạm vào cơ thể của chúng ta thì nghe mới thực sự là khủng khiếp. Chỉ cần đứng trú mưa dưới cây thì cũng đủ để bạn đi chào thân chết. Mang vẻ ngoài và hoàn toàn vô hại, nhưng cây Manchineel thì lại có thể vỗ ngực tự xưng là trái táo của thân chết, bởi lượng độc chết người và cách truyền độc có 102 của mình. Với tên khoa học là Hippomane mancinella thì cây Manchineel này là một loại nhiệt đới hiếm, được tìm thấy ở vùng Nam Florida, Mỹ và vùng biển Caribbean hay là phía Bắc của Nam Mỹ. Những sát thủ này đều được đánh dấu bằng các biển cảnh cáo lớn yêu cầu không được chạm hay là thậm chí đứng gần cây. Và theo Viện Khoa học Thực phẩm và Nông nghiệp Florida thì tất cả các bộ phận của loài cây này đều có cực độc, trong đó quả của cây Manchineel sở hữu nọc độc đáng sợ nhất. Nguyên nhân là bởi do chúng có vị ngọt dễ ăn như táo, nhưng trái táo của thần chết này có thể khiến nạn nhân chịu đau đớn suốt hàng giờ, thậm chí thì có người đã tử vong sau chỉ một lần cắn duy nhất. Và kẻ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn của quả Manchineel này thường sẽ thấy bỏng rát miệng và cổ họng. Chỉ sau vài giờ thì nạn nhân sẽ nôn ra máu do tổn thương cổ họng, đi kèm với đó là hiện tượng tiêu chảy không ngừng, gây mất nước nghiêm trọng, và khi tổn thương quá lớn thì nạn nhân sẽ được thần chết chào đón. Không chỉ dừng lại ở đó, sáp, thần và lá cây cũng đều là những sát thủ đáng gờm, và Manchineel thì lại mang trong mình một hỗn hợp các loại độc, trong đó có rất nhiều chất còn chưa được xác định. Nhưng nguy hiểm hơn là cả việc chỉ cần tiếp xúc hay là tiêu hóa bất kỳ phần nào dù rất nhỏ của Manchineel thì cũng có thể dẫn đến cái chết. Đặc biệt, là loại cây này còn sản xuất ra một loại sáp màu trắng đục có sức mạnh kinh khủng như axit hay còn gọi là phobon. Do phobon rất dễ tan trong nước nên mỗi khi trời mưa, Manchineel đã trở thành một kẻ giết người hàng loạt cho bất kỳ du khách kém may mắn nào tìm đến nó để trú mưa. Những giọt mưa pha loãng sáp rơi xuống có thể gây ra tình trạng bỏng nặng và khi chạm vào mắt thì có thể gây mù. Ngoài độc chết người này ra thì nó còn được con người cho là khá hữu ích khi đi làm thuốc trừ sâu hay thuốc giảm đau, nghe có vẻ tốt đây. Nhưng nhớ rằng nếu các bạn có dịp thăm thú loại cây này, hãy chiêm ngưỡng nó từ xa và đừng dạ gì mà nảy ra ý kiến thử độ độc của Manchineel nhé, thì nó sẽ không khách sáo đâu. Muốn tăng độ màu mỡ cho cây thì xin mời cứ thử dùng. Thứ ba, đó chính là cây bẫy hút. Ao tù nước động từ lâu đã được biết đến là nơi có ít chất dinh dưỡng cũng như hệ sinh thái đa dạng hơn so với những môi trường khác. Và để bù đắp lại cho những yếu tố không thể thay đổi ấy, cây bong bóng săn mồi đã tiến hóa và phát triển cho mình một phương pháp săn bọ nước để có thêm nguồn dinh dưỡng bổ sung. Các lá nhỏ dần trở thành các bong bóng chỉ có một đầu cửa. Nước ban đầu được bơm ra khỏi bên trong bóng để tạo nên sự chênh lệch áp suất với nhiều sợi lông cảm nhận ở bên rìa cửa. Giờ thì nó chỉ việc ngồi chờ mà thôi. Ngay khi con bọ nước nào mà vô tình đến gần hoặc là chạm vào hệ thống lông để cảm nhận bén gần cửa thì sẽ ngay lập tức bong bóng mở ra và hút trọn con vật vào bên trong. Chỉ trong chứa đầy 1 mili giây thì toàn bộ bong bóng chứa đầy ngập nước, từ đó những enzyme tiêu hóa được tiết ra, phân giải cơ thể sinh vật xui xẻo bị hút vào. Và một khi xong bữa ăn của mình thì chiếc bẫy lại reset và đón chờ con mồi tiếp theo. Thứ tư, đó chính là cây khóa chặt. Đối với những nơi như rừng rậm, kiếm cho mình một không gian rộng lớn và thoải mái là một điều vô cùng khó khăn nếu chỉ tính ở trên mặt đất, và cây cối sống phụ thuộc nhiều vào ánh sáng mặt trời, vì vậy chúng không ngừng đấu tranh và thích nghi để tồn tại bằng nhiều cách thức khác nhau. Ví dụ như sống ký gửi ở trên những cây cao to hơn để đón ánh sáng. Tuy nhiên thì có một loài cây sung đặc biệt lại không thỏa mãn với những đặc tính sinh tồn thụ động như vậy. Cụ thể, khi một hạt giống của cây được phân phối đi nhờ vào những tác nhân khác như động vật, và sau khi nảy mầm sống nhờ trên cành cây của loài khác thì chúng sẽ dần mọc rễ cắm lan xuống mặt đất. Và một khi đã làm chủ được tình hình thì chúng sẽ liên tục phát triển rễ và khóa mục tiêu vào trong một cái lồng rễ của mình, sau đó mọc lên những cành cây và tán lá cao hơn, che khuất mặt trời khỏi cây vật chủ. Dần dần, vật chủ do thiếu ánh sáng mà chết đi, để lại một vị trí khả quan cho kẻ sát nhân thầm lặng tiếp tục nảy nở. Thứ năm, đó chính là cây cạm bẫy cảm biến. Cây là gai săn mồi, được mệnh danh là một trong những tên tuổi đáng nể nhất trong giới cây ăn thịt. Giờ đây thì chúng được con người sử dụng như những món quà độc để tặng nhau, gây sự thích thú khi có dịp đặc biệt. Vì vậy, có thể coi đây là một loài cây đang cần được bảo tồn vì nó chỉ mọc ở vùng đầm lầy của Bắc và Nam Carolina. Đặc điểm ở vùng đất này là rất ít chất dinh dưỡng có trong đất, vì vậy chúng phải tìm ra cách để tồn tại, từ đó phát triển nên cơ chế săn mồi, nhất là côn trùng và nhện. Phía rìa ngoài của lá mọc ra những răng nhọn hoắt, kết hợp với màng lông tơ nhạy cảm bao phủ bề mặt bên trong. Và khi có một con côn trùng bò vào bẫy, đó là yếu tố khiến cho cửa bẫy sập xuống và nhốt nó không đường lui để thoát. Cơ chế của loài cây này được các nhà khoa học chỉ ra rằng nếu hai sợi lông khác nhau cảm nhận thấy chuyển động trong vòng 20 giây thì bẫy sẽ được kích hoạt, càng dãy giụa thì bẫy càng khép mạnh hơn. Sau khi tiêu hóa xong, con mồi chỉ còn lại cái xác khô. 6. Đó là loài cây lồng dính bắt mồi. Cây gọng vó có một cách khác nhàn hạ hơn để kiếm mồi cho riêng mình, đó là chúng có tuyến nhảy trang bị dọc theo bề mặt lá của mình dưới dạng các thân cuống thẳng có bong bóng ở đầu, khả năng dính rất cao, đồng thời được đi kèm với đường ngọt để dụ dỗ các loài côn trùng dễ dãi khác. Và xem những video dưới đây thì các bạn cũng có thể đoán được nếu cố tình vùng vẫy và thoát khỏi vòng vây thì con mồi sẽ bị dính chặt hơn vào các thân dính ở bên cạnh. Vẫn chưa đủ đáng sợ ư? Những thân lông này còn có thể di chuyển, đặc biệt là khi có côn trùng bị dính bẫy thì chúng sẽ dần dần chủ động tiến tới bao phủ kẹp kín con mồi lai và không cho nó có một cơ hội nào để thoát thân. 7. Đó chính là cây ngôi sao chết chóc. Cây ăn thịt cánh sao cũng có mức độ tàn nhẫn tương tự nói chung nhưng lại khá lười biếng. Khác với cây gọng vó ở bên trên thì cây cánh sao không chủ động tiến đến tiếp cận nhanh con mồi mà chỉ nhẹ nhàng chờ đợi con mồi sập bẫy. Những phiến lá mỏng của chúng tiết ra một chất nhầy dính có ngoại hình giống nước hoặc mật hoa. Vì vậy, nếu không may nhầm lẫn rồi rơi vào mặt lá chết chóc đó, càng cố thoát ra thì sẽ khiến lá quằn lại và cuối cùng bao phủ toàn bộ cơ thể con vật trong chất nhầy tiêu hóa. Bề mặt của lá cũng chính là cơ quan hấp thụ dưỡng chất từ con mồi khi tiêu hóa xong, và đồng thời sau mỗi lần dùng thì cây sẽ thay chiếc lá đó bằng một loạt mới để tối ưu hóa hiệu suất ra mồi hơn. 8. Đó chính là cây đánh lừa tâm trí. Cây lá chén. Cây lá chén California không thích tuân theo những quy luật thông thường của loài thực vật săn mồi, mà lại muốn sử dụng những cách chơi đùa và đánh lừa chúng tự chui đầu vào từ thân. Cụ thể, thay vì đầy nước như mưa, người anh em của mình kể trên thì loài cây này tự chủ động bơm nước vào, cũng bởi vì nó có một đường dẫn nối thẳng vào đó. Điều này khiến cho những con mồi ngây thơ nếu vô tình tò mò bò vào thì sẽ bất ngờ bị đóng cửa xa, và sau đó thì nước tràn đến nhấn chìm và tiêu hóa dần. Không chỉ đơn thuần là che giấu cửa ra, loài cây này còn nham hiểm hơn là có những vùng lá trong suốt để làm cửa ra giả, khiến cho con mồi chỉ tập trung loay hoay không hiểu tại sao không đi qua được cái màng đó mà không để ý đến lối thoát thực sự ở nơi khác. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về những loài cây đáng cờ mà khiến mọi loài vật đều phải tránh xa. Và có thể thấy được rằng những loài cây có vẻ bề ngoài tuy có vẻ xinh đẹp nhưng chúng lại mang những mối nguy hiểm và ẩn chứa những kịch độc đáng sợ mà khiến các loài vật đành phải khiếp sợ. Và hãy tránh xa chúng nếu một ngày các bạn bắt gặp chúng nhé. Và video đến đây là hết rồi. Cảm nghĩ của các bạn sau khi xem xong video này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhớ like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.